Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Sáng sớm hai dì cháu đi uống cà phê. Đây là một quán cà phê Thiên Khôi nằm trên đường Trương Định. Rồi đầu tiên mến chúc cả nhà một ngày Chủ nhật bình an và vui vẻ ha. Không gian ở đây rất là đẹp đó các bạn. Ở ngay cái ngã tư Trương Định với lại đường Võ Thị Sáu ha. Ở đây có bán luôn thức ăn sáng, phở, bánh mì, la, bún bò, rồi mì xào, đủ thứ hết ha. Đây là cái menu nhà cháu mình nó ăn phở. Để mình kêu tô phở ra con như thế nào nha. Thì một ly nước và một giá cả thì cũng hợp lý, cũng giống như là mấy cái quán kia vậy thôi. Thì chung quanh đây cũng thoáng ha, có hồ cá coi nè đó. Thì đa số là buổi sáng á, các bạn người ta thường hay đến để ăn sáng. Rồi cái mặt mình hôm nay ngủ dậy xinh xinh ha, không biết các bạn có vậy không chứ mình lại dậy xinh xinh, cái mặt mình thấy kỳ đó. Đó rồi bây giờ tôi mở nè, ra rồi nè đó, hấp dẫn không em nếm đi. Phở hấp dẫn quá, ngon ha. Còn đây là ly cà phê dừa, sinh tố cà phê mà có dừa nữa cả nhà. Rồi ở phía trên người ta có cơm dừa nó sấy ngon lắm. Giờ nó có cái món này là ông nhận đi đâu đi về mệt á, cái mình có một tô phở mình ăn thấy nó khỏe người ra luôn đó cả nhà các bạn. Mình đi đâu mình thấy bởi vì cái món phở Việt Nam mình á ra nước ngoài người ta cũng rất là ưa chuộng luôn. Người Tây người ta cũng thấy phở Việt Nam người ta cũng thích nữa. Đó, ăn vô thấy nó khỏe liền luôn. Để mình trộn cái ly sinh tố này lên nha. Sinh tố cà phê dừa đó, bỏ hai cái cọng dừa có dứa, có dứa đó. Mời cả nhà nha, uống thử cái món cà phê dừa như thế nào. Trời ơi, mà nhìn thấy thì ngon nhưng mà có cái là uống vô không biết cái bụng nó làm sao, chứ nhiều khi lớn tuổi cái bụng cũng biết này. Thấy không, không quen thấy mà cả nhà uống thử món cà phê dừa. Ngon ha, ngon 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 chẳng không sữa, cà phê sữa dừa ngon, nó có cơm dừa nữa. Mời cả nhà. Nó giống như là nhà sinh tố vậy đó. Cà phê sinh tố cà phê. Cái này là cơm dừa nha cả nhà. Cà phê sữa dừa. Đó là cái văn phòng người ta cho thuê đó. Còn bên đây là quán cà phê. Ai có mặt bằng ha, bây giờ cho thuê mở quán cũng hay.
Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thử đi. Đi ra ngoài mình review với quang cảnh ở bên ngoài ha. Cái này mình đi buổi sáng chứ chắc buổi tối chắc không đẹp lắm á. Hồi xưa đó các bạn, cái chỗ này là phòng trà, phòng trà của cái cô ca sĩ gì nè, ca sĩ Lan Ngọc đúng rồi đó. Thì người ta có cái quầy để mà người ta pha cà phê với lại người ta bán đồ ăn luôn. Ở đây là một cái quán cà phê Thiên Khôi nằm trên con đường Trương Định với lại Võ Thị Sáu nha, ngay cái góc đó các bạn. Ở đây bán cà phê buổi sáng và ăn sáng luôn, rất là tiện khi mà những ai đi làm việc đi ngang qua đây ha. Đây là những người ta đi ngang qua đây, người ta có thể ghé vào người ta ăn sáng. Ở ngoài á nó không có thấy cái gì, hoài không có thấy nó để cái bảng cà phê. Rồi thấy rồi, thấy lát ra quay luôn. Các bạn
Bây giờ mình sẽ đột phá nha, mình vào trong cái washroom á, toilet á, quay thử sơ sơ nha. Mình thấy lạ lắm, trong toilet nó có cái máy lạnh, ở ngoài không có. Mà sạch sẽ lắm các bạn, vô coi thử nha. Toilet này các bạn ơi, trời ơi, toilet sạch đẹp lắm, mát mẻ, sạch đẹp lắm này cả nhà. Thôi rửa tay đi ra, review sơ sơ cho các bạn xem thử. Rồi bye bye. Rồi và đây là cái bảng của cái bảng hiệu của quán cà phê Thiên Thôi đây. Thì mình nhìn ngồi ở trên này, mình nhìn xuống đường cũng thú vị. Nhưng mà buổi trưa chắc nắng dữ lắm rồi. Đó, thì cái đường Trương Định này chỉ xe chạy chạy có một chiều thôi. Ngày chủ nhật mà cũng đông xe ghê. Và bây giờ mình sẽ nhìn lên trên cái quán thì nó hay ha, thoáng, mát mẻ. Rồi bây giờ mình xin chào cả nhà nha. Mình sẽ đi về để thôi. Thấy quán đẹp rồi mình uống vào uống cà phê rồi mình muốn chia sẻ thì tôi sẽ qua cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nhà và chúc các bạn một ngày mới ha, thật là nhiều bình an và vui vẻ suốt cả ngày nha. Rồi xin chào tạm biệt, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào.